Đối với những sản phẩm gaming laptop dành cho những bạn trẻ và các bạn game thủ tin tưởng ạ, thì mình thấy cái thương hiệu Asus này được rất nhiều người săn đón và lướt một vòng trên chợ tốt. Thì mình thấy có khá nhiều những cái sản phẩm mà nhiều người dùng bán lại cách đây đâu đó tầm khoảng 1-2 năm. Ví dụ như đây là một con ROG Strix G531 và mức giá chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 18 cho đến 19 triệu cho hàng cũ. Thì mình thấy đây là một mức hợp lý để các bạn có thể sở hữu cho mình một mẫu laptop gaming nó đẹp, hầm hố mà sử dụng cũng khá là tốt. Cái điều đầu tiên thì chắc chắn luôn luôn sẽ phải là check cái phần ngoại hình ở phía bên ngoài. Thì đây các bạn cứ ngắm trên tay xem nó như thế nào, cái vấn đề vỏ ngoài có ổn hay là không, xước sát có nhiều hay là không, và với cái mức xước đó như thế thì các bạn liệu có chấp nhận được hay là không, hay là cũng có nhiều yếu tố các bạn cũng sẽ phải vặn vẹo một chút xíu xem cái sự chắc chắn của cái laptop có còn hay là không, hay những cái vị trí tiếp giáp này, những mối ốc này nó có bị ọp ẹp gì hay là không. Tiếp đến sẽ là check cái phần màn hình hiển thị. Thì các bạn sẽ vào cho mình cái website đấy là azo.bi/monitor test. Thì nó sẽ hiện lên một cái bảng như này và các bạn sẽ bấm vào Start Test này. Thế thì lúc này các bạn sẽ cần phải nhìn trên cái màn hình ạ. Đấy là cái màu sắc nó có hiển thị đều trên cái phần màn hình này hay là không là cái thứ nhất. Thứ hai đấy là nó có bị những cái đốm sáng kiểu điểm chết hay là bị phản quang hay là không, hay là bị ám màu các thứ hay là không. Thì ngay trên chính cái laptop này mà mình đang có này thì các bạn có thể thấy là chúng ta đã có những cái vệt sáng. Nó bị già và nó bị, nói thẳng ra là bị ảnh hưởng một phần về cái chất lượng hiển thị rồi đấy các bạn. Tiếp đến là một thứ khá là quan trọng, đó là việc các bạn phải mua đúng cái phiên bản cấu hình mà người bán đưa lên. Tại vì các bạn cũng hiểu là cùng là một con ROG Strix G531 này, nhưng mà chúng ta có rất nhiều option khác nhau liên quan đến chip, liên quan đến card đồ họa, liên quan đến RAM, ổ cứng. Thế thì các bạn sẽ cần phải vào cái trình DirectX Dynastic Tool của Windows. Các bạn ấn vào Windows G này, gõ DXDIAG giúp mình. Thì các bạn sẽ có một cái bảng ở đây nó hiển thị tất cả những thông tin, ví dụ như con chip chạy là gì, ví dụ như là mức RAM là bao nhiêu, hay là ví dụ các bạn chuyển sang cái phần display này, chúng ta sẽ có card đồ họa rời bên ngoài sử dụng là gì, rồi là card on các thứ đó là gì. Các bạn sẽ cần phải check tất cả những cái thông tin này xem nó có khớp với cả cái thông tin bài đăng bán của người bán hay là không. Nếu đúng thì để bước tiếp theo, đó là test xem là cái con CPU này hoạt động có ổn định hay là không. Thế thì cái tool mà mình sử dụng ở đây đấy là Cinebench R23. Thì đây là một cái tool để nó ép cho cái hiệu năng của CPU chạy tối đa nhất có thể ở cả xung đa nhân và cả đơn nhân. Thế thì với cái tính năng này nó sẽ test được xem là cái mức hoạt động của CPU có ổn định hay là không, và cái nhiệt độ nó bị quá nóng hay là không. Nếu như CPU vẫn ổn định ở mức đâu đó tầm khoảng 9x độ thôi hoặc dưới nữa mà nó chạy ổn định ở mức TDP được khoảng 45W thì ok. Hiệu năng của CPU đã xong thì bây giờ mình phải test thêm những cái yếu tố ngoại vi khác. Ví dụ như là test bàn phím. Thì các bạn có thể lên một cái website đấy, n.key-test.ru, hoặc là các bạn chỉ cần Google là test bàn phím là nó sẽ ra luôn cái website này đầu tiên. Thì mình thích sử dụng cái này test để mà các bạn có thể bấm vào này, các bạn thấy không? Mình bấm đến cái phím nào thì phím đó sẽ hiện ra màu xanh, tức là nó đang được nhận một cách rất là tốt rồi. Tiếp đến là các bạn sẽ cần phải test cái phần trackpad này, xem nó hoạt động có ổn hay là không, di chuột các thứ, di trackpad như thế này nó có ổn hay là không, và nó có mượt hay là không, cũng như là cái độ chính xác nó có tốt hay là không. Thử luôn hai phím trái phải xem nó có nhạy hay là không, cũng như là cái độ nảy của nó tốt hay là không. Nhiều khi bị kẹt đấy các bạn, nó vẫn nhận nhưng mà khi các bạn ấn xuống nó không có cái cảm giác lực, thì các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý một chút xíu ở cái vấn đề này. Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều những cổng kết nối trên cái laptop, ví dụ cổng USB-A này, rồi cổng USB-C này, cổng HDMI này, cổng jack cắm tai nghe này, cổng sạc các thứ này. Thì các bạn cứ cắm lần lượt từng cổng vào để chúng ta test xem là nó có hoạt động ổn định hay là không. Ổn định thì lại đi đến với những thứ khác, test xem cái phần loa có ok hay là không. Thì các bạn có thể vào một vài những website, ví dụ là YouTube các thứ, sau đó mở một cái video bất kỳ để các bạn nghe thử xem cái chất lượng. Và các bạn có thể thấy là chất lượng loa ngoài cũng là một thứ cực kỳ quan trọng để xem nó hoạt động ổn hay là không, rè rè hay là nó bị tịt thì thôi. Next tiếp. Hay rồi, tiếp theo chúng ta sẽ test đến cái phần ví dụ như là củ sạc này. Đấy, củ sạc này thì mình nói luôn là gặp phải fake rất là nhiều, gặp phải hàng lô rất là nhiều. Laptop ấy, thì nó không có hàng nhái, hàng kém chất lượng đâu. Trừ khi thay thế những cái linh kiện nhỏ phía bên trong thì mình không nói. Nhưng mà củ sạc này thì các bạn gặp phải hàng fake rất là nhiều. Thế nên là cái điều đầu tiên là các bạn phải xem cái củ sạc này có đúng là cái sạc zin bên trong máy không. Rồi check xem là cắm vào máy hoạt động có ổn định hay là không, pin lên có đều hay là không. Rồi là chưa kể nữa các bạn cứ cầm trên tay ấy, như cái củ sạc zin thường nó có một trọng lượng khá là nặng tay và đầm, cho dù nó rất là nhỏ như thế này. Và cuối cùng, laptop mà, nó có pin. Thế nên chúng ta phải check pin các bạn nhá. Với việc check pin thì các bạn có thể sử dụng ngay và luôn cái ứng dụng CPU Hardware Monitor. Đây là một cái ứng dụng để giúp các bạn theo dõi được rất nhiều những cái thông số bên trong cái laptop. Thì pin ở đây chúng ta có một cái phần ở bên dưới này, Asus Battery này.
nó sẽ có một cái phần gọi là Designer Capetti. Con này thì nó khoảng hơn 50.000 mWh. Các bạn có thể thấy cái phần dòng dưới là Full Charge Capacity thì nó được khoảng 41.332 mWh, tức là cái mức hao hụt nó vào khoảng tầm 19%, tức là cái Wear Level ở đây, tức là nó đã chai mất tầm khoảng 19% rồi đấy các bạn. Và hiện tại cái mức gọi là Current Capacity ấy, nó chỉ còn khoảng 24.600 mấy chục phần trăm ấy, tại vì nó đang tụt liên tục. Mình đang dùng pin mà, nên là pin nó tụt là chuyện bình thường. Thì các bạn cứ dùng thử khoảng tầm 15 phút, 20 phút, dùng những cái bình thường thôi, dùng những cái kiểu YouTube này, lướt web này, các thứ này, hay gõ văn bản các thứ này nọ để xem pin nó có tụt đều hay là không. Nếu như nó có tụt đều theo từng phần trăm thì ok. Những cái thông số hiển thị ở đây có thể vẫn fake được, nhưng mà cái thời lượng sử dụng thực tế mà nó tụt quá nhanh thì rõ ràng những cái cục pin đó đã bị chai quá nhiều, và các bạn cũng sẽ cần phải cân nhắc khi lựa chọn. Và đó là những chia sẻ của mình khi test ở đây về chiếc Rogue Strix G531, và mong rằng những cái kinh nghiệm của mình cũng sẽ giúp các bạn có thể phần nào có thêm những cái tip, có thêm những cái kinh nghiệm để có thể tự bản thân mua được những chiếc laptop làm sao cho xịn nhất có thể, tránh hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng và chọn được những mẫu laptop đáng tiền, đáng mua hơn. Tuy nhiên các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý, nếu như các bạn mua trên chợ tốt thì chúng ta có cái phần đấy là đánh giá người bán hàng, và các bạn có thể check xem người bán hàng đó đã bán nhiều sản phẩm hay là chưa, uy tín hay là không, rồi chất lượng những sản phẩm của họ trước đây như thế nào, người bán có feedback gì nhiều hay là không. Thậm chí nếu như các bạn đọc được những cái bài post hoặc là test thấy những cái vấn đề liên quan đến lừa đảo này hay là lừa lọc người dùng các thứ, thì các bạn có thể báo ngay cho chợ tốt để xử lý những cái trường hợp đó. Nói chung thì các bạn có thể nói là khá là yên tâm khi lựa chọn trên chợ tốt bằng những kinh nghiệm của các bạn, và mong rằng thì sau cái buổi ngày hôm nay thì các bạn có thêm một phần nào chúng ta có thể tự tin hơn khi mua sắm.